thu âm quảng cáo, thu âm phát loa, giá cực hấp dẫn. Liên hệ ngay hotline hoặc Zalo. Loạt VinFast V3 độ độc của dân chơi Việt, nhiều chiếc hầm hố kiểu Defender, có chiếc chơi loa khủng, tiền đồ trăm triệu. Với thiết kế dễ độ, VinFast V3 ngay từ khi bắt đầu giao khách hàng đã có muôn vàn ý tưởng độ lại được hiện thực hóa. Ngay từ khi VinFast V3 bắt đầu được bàn giao, một chủ xe tại Hà Nội đã cho độ luôn chiếc xe của mình khi vừa nhận. Rất nhiều chi tiết ngoại thất được thay đổi, bao gồm cụm đèn LED phía trước, mặt ca lăng có đèn nền LED, giá nóc, lều, hộp đựng đồ trên nóc, thang bên hông, hộp đựng đồ bên hông kiểu Defender cùng một bộ mâm mới được chính chủ xe thiết kế. Đây là chiếc VF3 độ đầu tiên tại Việt Nam. Tại thành phố Hồ Chí Minh, một chiếc VF3 khác cũng được tạo hình hầm hố kiểu Defender. Chiếc xe này cũng có giá nóc, thùng để đồ trên nóc và thang ở hông. Bộ mâm xe đã được độ lại, cụm đèn LED phía trước và sau đã được thiết kế lại, trong đó đáng chú ý là dải LED kiểu Lexus ở đuôi xe. Bên trong, chủ xe trao phối lại tông màu hồng cho hợp với ngoại thất. Một chủ xe VF3 khác ở phía Nam cũng cho biết thiết kế lại đèn xe để tạo cá tính. Thậm chí người này cho tháo toàn bộ mặt trước nguyên bản và thay thế bằng một mặt mới. Cụm đèn LED tròn cổ điển là chi tiết được làm mới hoàn toàn, bộ mâm xe phong cách Dual Rally. Chủ xe này còn độ thêm hệ thống giả lập âm thanh tiếng ống xả để tạo phấn khích mỗi khi đạp ga. Một chủ xe VF3 tại Thanh Hóa không độ lại quá nhiều ngoại thất mà tập trung nâng cấp nội thất xe. Chiếc xe này được độ lại dàn âm thanh khủng trị giá khoảng 75 triệu đồng. Dàn loa này gồm loa Foca 3 Way phía trước, đầu phát Alpine, loa siêu trầm Foca 10 inch cùng âm ly của Helix. Chiếc xe này mới tham dự giải đấu âm thanh EMMA và giành được giải thưởng. Chiếc VF3 nổi bật gần đây nhất đến từ một xưởng độ có tiếng tại thành phố Hồ Chí Minh. Chiếc xe này thuộc sở hữu của chủ gara. Xe được thiết kế lại cản trước và sau theo phong cách Defender. Cụm đèn LED trước cũng được tạo hình gần giống trên Defender. Ở bên trong nổi bật nhất là bộ ghế tháo xe Mercedes-Benz có giá tới cả trăm triệu đồng. Hệ thống âm thanh của xe cũng được độ lại. Mâm xe được thiết kế riêng mà theo chủ xe là độc nhất vô nhị. Từ Cà Phê F, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Tạo ngay clip intro quảng cáo ngắn ấn tượng để phục vụ cho quảng cáo YouTube, Google Ads, Facebook Ads. Sử dụng để trang trí cover Facebook, website với mức giá chỉ 1 triệu đồng. Liên hệ Zalo 0964 002 593 hoặc truy cập website quảng cáo itb.com để biết thêm chi tiết.